Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình trạng nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn khá phổ biến với tổng số tiền nợ hơn 26.500 tỷ đồng. Việc xử lý đối với đơn vị doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, ngừng hoạt động, v.v. vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Số người đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần vẫn có chiều hướng gia tăng. Theo kế hoạch, các tháng còn lại của năm 2021, toàn ngành bảo hiểm xã hội cần phát triển thêm 1,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, gần 850.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 1,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Để có thể hoàn thành các chỉ tiêu này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý các địa phương tập trung rà soát, phân nhóm những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để xác định được các nhóm cần ưu tiên phát triển, đôn đốc thu, giãn nợ, không để phát sinh nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường thanh tra chuyên ngành, đột xuất tại các đơn vị có dấu hiệu nợ đọng, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.